Tiếp tục bản tin của Đài Á Châu tự do thưa quý vị, đầu sỏ vụ test kit Việt Nam vẫn còn lẫn tránh. Kẻ chủ mưu trong vụ bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á vẫn còn lẫn khuất. Những người bị khởi tố trong vụ án cho đến lúc này chỉ là những kẻ thực hành giúp sức. Đó là nhận định của Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ, nguyên phó chánh án Tòa án quân sự Trung ương, được truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn lại vào ngày 11 tháng Giêng năm 2022. Theo đó, ông Nguyễn Mai Bộ cho rằng vụ việc cũng tương tự các vụ việc khác của ngành y tế xảy ra trong thời gian vừa qua. Ông này cho rằng đó là sự tham gia không phải của một vài cá nhân, một vài công ty, mà là một kịch bản được chuẩn bị sắp đặt từ trước một cách bài bản, trục lợi từ tình hình dịch bệnh. Những kẻ trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội đã bị khởi tố và chắc chắn mình sẽ bị xử lý nghiêm minh. Xong, đằng sau những cái bị can đó, còn những ai tiếp tay cho việc Á lũng đoạn như vậy, trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế như thế nào? Đây là những vấn đề cần phải được làm rõ và xử lý nghiêm minh, ông Nguyễn Mai Bộ được báo chí trong nước trích lời cho biết. Ông Nguyễn Mai Bộ còn cho rằng những thông tin ban đầu về vụ này cũng chỉ mới là bề nổi của tảng băng chìm của tình trạng tham nhũng tham nhũng từ chính sách thưa quý vị. Cho đến nay, cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố 19 bị can về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong số này có hai lãnh đạo công ty Việt Á là Phan Quốc Việt và Vũ Đình Hiệp bị khởi tố về tội đưa hối lộ. Phạm Duy Tuyến, giám đốc CDC Hải Dương bị khởi tố về tội nhận hối lộ với số tiền lên đến 27 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có ba lãnh đạo thuộc Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hôm 7 tháng Giêng, truyền thông nhà nước dẫn thông báo từ Bộ Công an cho biết, công ty Việt Á đã thổi giá kit xét nghiệm COVID-19 lên thêm khoảng 45% và đưa hối lộ cho các đối tác 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, tin không cho biết cụ thể là các đối tác nhận hối lộ là những ai. Vào ngày 11 tháng Giêng, Quốc hội Việt Nam tại phiên bế mạc kỳ họp bất thường có yêu cầu mở rộng điều tra, làm rõ việc giao nhiệm vụ nghiên cứu, nghiệm thu, chuyển giao, cấp phép lưu hành, hiệp thương giá, thông tin và việc mua bán kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt A.